Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng bí hồ lô, cũng như là mình sẽ chia sẻ cho các bạn là 7 cái quy trình mà trồng bí làm sao mà cho nó đạt được cái năng suất ha. Dành cho những cái người bạn mới thì các bạn cũng có thể là tham khảo. Thì 7 cái quy trình này là gồm là hạt giống nè, khoảng cách nè, cũng như là cách bấm ngọn lấy chèo nè, và cách đi phân, cách xịt sâu và cách xịt dưỡng và thu hoạch nha mọi người. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ nói là về hạt giống nè. Thì đối với cái bí hồ lô này thì cái giống mà người ta hay trồng nhất mà để mà đạt năng suất các bạn đó là giống là Dream 59 của Đồng Tiền Vàng nha mọi người ha. Các bạn có thể là vào nhóm của mình để các bạn mua nha các bạn ha. Ở trên nhóm của mình có rất là nhiều người bán luôn và giá cả thì nó cũng là hợp lý với thị trường nha. Tiếp tục là mình sẽ nói về khoảng cách nè. Thì đối với cái trồng bí hồ lô này các bạn, cái khoảng cách nó rất là quan trọng ha. Nếu như là chúng ta mà trồng gần quá thì sau này cái năng suất của nó sẽ rất là thấp. Tại vì nó sẽ bị chằng chịt, mình không có chỉnh dây được các bạn, thì trái của nó sẽ rất là ít ha. Thì đối với cái khoảng cách mà trồng bí hồ lô á, thì mình phải trồng từ là 5 tấc trở lên nha các bạn ha. Thì dây bí của mình á, là nó mới phát triển tốt. Thì các bạn cũng có thể là xem được cái mô hình mình đang quay cho mọi người xem ha. Rồi tiếp tục mình sẽ nói về mà cách bấm ngọn lấy chèo nè. Thì bấm ngọn ở trên bí hồ lô này thì sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là khi mà cây của mình nó được 7-8 lá các bạn, thì các bạn sẽ bấm ngọn và chúng ta sẽ lấy chèo. Thì thông thường nếu như là các bạn mà lấy cái trái bí mà nó khoảng đâu là 7-8 lạng thì các bạn nên lấy cho mình là 4 chèo ha. Còn đối với mà lấy cái trái bí mà từ 1 kg trở lên thì chúng ta sẽ lấy từ 2 cho đến 3 chèo thôi. Nói chung là tùy ăn thua vào thằng lái, chứ nói chung là mình trồng cái này mình hợp tác với thằng lái trước. Nếu như mà thằng lái nó chịu lấy trái bí bự thì mình sẽ lấy chèo ít lại, đặng cho nó tập trung dinh dưỡng là nó nuôi trái nha mọi người ha. Còn nếu như là mấy cái thằng lái mà nó lấy trái bí mà khoảng đâu là 7-8 lạng thì chúng ta sẽ lấy là 4 chèo. Thì đó là cách bấm ngọn để chúng ta mà lấy chèo ha. Và mình sẽ nói thêm về cái phần thụ phấn nè. Thì nếu như là các bạn mà trồng khoảng đâu 1.000 mét vuông thì các bạn là nên đi thụ phấn cho nó ha. Thời gian thụ phấn thì khoảng đâu là từ 7 giờ sáng cho đến là 9 giờ rưỡi sáng nha mọi người. Thì các bạn nên đi thụ phấn và chỉnh dây cho nó. Thì sau này trái bí của mình thì nó sẽ rất là đẹp nha các bạn ha. Còn nếu như là chúng ta không đi mà thụ phấn thì chúng ta có thể là xịt cái loại thuốc là 10-60-10 ha. Để cho nó đậu quả và nó không có bị rụng trái nha các bạn. Rồi tiếp tục là mình sẽ nói về phần đi phân nè. Đi phân này thì cũng chia ra làm hai giai đoạn ha. Cái giai đoạn mà lúc cây bí của mình nó còn nhỏ, có nghĩa là từ 5 ngày tuổi cho đến 25 ngày tuổi á, thì cái dây bí này á, thì chúng ta có thể là đi phân là DAP cộng với thằng kích rễ nha các bạn ha. Thì cứ một tuần là chúng ta tưới một lần, mà khi mà nó đã là mang trái rồi đó thì chúng ta có thể là đi cái dòng phân là 20-15 ha, cộng TE đó. Thì dòng phân này thì có là lân, kali với đạm nha các bạn ha. Thì chúng ta sử dụng cái loại phân đó. Ở đây thì mình chia sẻ nó nhanh gọn cho các bạn có thể là hiểu được ha. Tiếp tục là mình sẽ nói về phần là xịt sâu nè. Thì đối với dòng bí hồ lô này các bạn, thì nó thuộc dòng lá nhám. Và nếu như là chúng ta xịt những cái dòng thuốc sâu mà nó nóng quá thì có thể là cái dây bí của mình nó sẽ bị cháy lá và vàng lá nha các bạn ha. Thì ở đây thì như những cái video trước, video mà trồng về bầu bí dưa leo thì mình cũng hay chia sẻ là các bạn nên sử dụng những cái dòng thuốc dạng cốm để các bạn xịt ha, là có ký hiệu là VWG. Còn nếu mà dạng bột thì VWB ha, chỉ né cái dạng là EC thôi, là có ký hiệu là nó là EC mà dạng nhũ dầu nha mọi người ha. Thì đó là cái cách xịt sâu. Còn đối với mà xịt dưỡng nè, cái phần thứ sáu này cũng rất là quan trọng. Có nhiều bạn là trồng bí mà nó không có phát triển, nó chậm bò đó, thì bây giờ thì mình sẽ xịt dưỡng lại. Thì ở đây thì mình đề xuất cho bạn, một là các bạn có thể là sử dụng là thằng đề ca mông ha. Thì mọi người sử dụng cho mình là 15C, cho bình là 20 lít nước nha các bạn ha. Thì bạn xịt vô một phát, một là bữa trước bữa sau là nó sẽ bò phà liền. Nhưng mà xịt dưỡng này thì chúng ta cũng phải là kết hợp là chúng ta tưới phân để cho nó đủ dinh dưỡng. Nếu như là chúng ta mà xịt dưỡng không mà chúng ta không tưới phân các bạn, thì cái cây của mình nó sẽ rất là ốm và tông ha. Đó thì về phần xịt dưỡng. Còn đối với cái phần thu hoạch nè, thì mình ở đây thì mình chia sẻ đối với cái dòng bí hồ lô Dream 59 này á, thì nó thông thường nó từ là 65 đến 70 ngày thì các bạn có thể là thu hoạch được rồi ha. Nó thì cơ bản là đây là 7 cái quy trình để mà trồng bí hồ lô mà cho nó đạt được cái năng suất. Rồi các bạn nào mà thấy mình chia sẻ hay á, thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt chia sẻ ha. Dành cho những cái người bạn mới á, thì cũng có thể là tham khảo được cái video này. Rồi thì mình xin được mến chào.